Con tên là Nguyễn Ngọc Ngân, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Con đến chương trình có khả năng là thể dục dụng cụ. Động tác khó nhất là động tác xanh tu nghiêng. Xanh tu nghiêng chỉ làm cho chân cầu, diện tích của cầu rất là nhỏ. Xanh tu nghiêng phải cần không chống tay, được bật rất là mạnh. Con phải té rất nhiều lần mới làm thành công được động tác này. Thần tượng của con là cô Phan Thị Hà Thanh. Con rất thích cô. Cô đã giành được huy chương ở tại giải thi đấu Olympic. Gia đình con có 4 người. Ba mẹ con bán bún cá. Ngoài giờ tập luyện, con phụ giúp ba mẹ xếp ghế, bàn. Hiện tại con đang là vận động viên quốc gia. Chế độ ăn uống rất là nghiêm khắc. Tuy nhiên, lâu lâu cô vẫn cho con ăn những món mà con thích, bởi vì con tập tốt những động tác mà cô giao. Ước mơ của con là trở thành một vận động viên đại diện cho Việt Nam đi thi Olympic. Con là Nguyễn Ngọc Ngân, con sẽ chinh phục được những thử thách của ban giám khảo. Mọi người hãy ủng hộ con trong siêu tài năng nhí nha. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.